Chào các bạn, trên tay mình đang có một chiếc T3 Mini Plus 2022. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt và lựa chọn cái sản phẩm T3 Mini Plus so với những cái chiếc T3 Mini loại khác. Và chi tiết như thế nào, chúng ta sẽ đi vào video luôn nhé. Vâng, chiếc T3 Mini thì có thể khẳng định với các bạn luôn, đây là một cái sản phẩm bán chạy nhất thị trường. Chính vì nó bán chạy nhất thị trường, thế nên T3 Mini hiện tại đang có rất là nhiều những cái phiên bản biến thể khác nhau. Phiên bản hiện nay đang bán tốt nhất cũng như là mạnh nhất, đấy chính là cái T3 Mini Plus. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái phiên bản thế hệ cũ, là cái phiên bản T3 Mini thường để sử dụng cái con chip ARM Logic S905 V2. Rồi chúng ta sẽ còn một loạt những cái biến thể sử dụng con chip ROG chip này, rồi Oliner. Những cái sản phẩm như vậy thì thông thường sẽ có cái mức giá rẻ hơn, sức mạnh yếu hơn. Nhưng khi mà chúng ta tìm kiếm ở trên mạng thì các bạn sẽ thấy là rất là mông lung, rất là khó phân biệt được đâu là T3 Mini Plus, đâu là những chiếc T3 Mini thường, đúng không? Bây giờ thì mình sẽ làm một cái hướng dẫn chi tiết từng cái cách một để cho các bạn có thể phân biệt được đâu là T3 Mini Plus và đâu là những cái chiếc T3 Mini khác. Vâng, đầu tiên thì chúng ta sẽ phân biệt bằng tên gọi nhá. Với những cái chiếc T3 Mini Plus ấy thì các bạn sẽ có một cái chữ Plus ở phía đằng sau, hoặc là một số nhà bán hàng thì có thể để cái dấu cộng để các bạn có thể phân biệt được. Còn với những chiếc T3 Mini thường sử dụng con chip ARM Logic S905 V2 ấy thì nó sẽ chỉ có chữ TX3 Mini mà thôi, hoặc là những cái chiếc T3 Mini mà sử dụng những cái con chip như là Oliner hay là ROG chip ấy thì nó cũng sẽ chỉ ghi là chữ TX3 Mini. Như vậy thì khi mà các bạn lên trên mạng các bạn tìm kiếm thì chú ý cái tên gọi T3 Mini Plus chính là những cái sản phẩm thế hệ mới nhất và mạnh nhất hiện nay của dòng T3 Mini. Tất nhiên thì cái tên gọi thì vẫn có thể mạo danh được, và đặc biệt là một số nhà bán hàng có thể viết một số những cái từ mà nó dẫn đến khách hàng có thể hiểu nhầm. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái phân biệt thứ hai, đấy là cái ngoại hình. Đây, về thiết kế thì các bạn sẽ thấy là hai chiếc T3 Mini Plus cũng như là T3 Mini thì nó có thiết kế gần như là giống nhau tuyệt đối, đúng không? Ở đây thì với cái sản phẩm T3 Mini Plus ấy, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có thêm cái dấu cộng nữa, còn T3 Mini thường thì không có dấu cộng. Tuy nhiên thì các bạn cũng phải lưu ý là ở một số những cái phiên bản thế hệ đầu tiên của T3 Mini Plus ấy thì cái vỏ hộp ấy, nó cũng sẽ không có cái dấu cộng này đâu. Nên nếu mà chỉ phân biệt bằng cái dấu cộng mà đánh giá đây là T3 Mini Plus kia không phải thì nó cũng chưa hẳn là đúng lắm nhá. Vâng, và cách phân biệt có lẽ là chuẩn nhất đấy chính là cái phần cứng của chiếc T3 Mini Plus. Với chiếc T3 Mini Plus ấy, thì các bạn sẽ sử dụng cái con chip là ARM Logic S905 V2 và xung nhịp là 1.8 GHz, các bạn nhớ nhá. Với những cái chiếc T3 Mini thường sẽ sử dụng cái con chip ARM Logic S905 V2, hoặc là những cái biến thể sử dụng cái con chip Oliner ấy thì nó sẽ ghi luôn Oliner để cho các bạn có thể phân biệt. Tất nhiên để mà nhìn được ấy thì các bạn cần phải cài cái ứng dụng IDA64 ra thì chúng ta sẽ thấy được nó thể hiện rất là chi tiết ở trên cái phần thông số. Còn T3 Mini Plus 2022 ấy thì hiện tại đang sử dụng là Android 11. Còn tất nhiên thì cái này nó chỉ là ở thời điểm hiện tại thôi nhé. Có thể thời điểm tiếp theo thì một số những cái biến thể sẽ sử dụng Android 11. Thế nhưng mà các bạn phải hết sức lưu ý, cái con chip chính là điểm khác biệt của chiếc T3 Mini Plus. Còn nếu không yên tâm nữa thì các bạn mở cái chiếc TV box ra. Ở trên mainboard của T3 Mini Plus ấy thì nó sẽ sử dụng cái con chip là S905 V2. Các bạn sẽ nhìn rõ luôn. Nếu như trên mainboard không phải là con chip này thì chắc chắn sẽ không phải là T3 Mini Plus. Với cái con chip này thì các bạn sẽ có một cái điểm AnTuTu cực kỳ cao. Bình thường thì nó sẽ có một cái điểm tổng là trên 60.000 điểm. Và riêng với cái điểm CPU thì chúng ta sẽ đạt được là trên 17.000 điểm. Còn nếu như với những cái chiếc T3 Mini S905 V2 này thì các bạn sẽ chỉ có cái điểm tổng nó rơi vào khoảng tầm 20.000, trên dưới 20.000 thôi. Còn điểm CPU thì nó loanh quanh chỉ khoảng tầm 12 cho tới 13.000 điểm. Và cái hiệu năng sử dụng thực tế ấy, thì nếu như mà các bạn đã từng sử dụng những chiếc T3 Mini thường cũng như là T3 Mini Plus ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái hiệu năng của nó sẽ có một cái điểm chênh rất nhiều. Kể cả với những cái biến thể sử dụng chip Oliner H313 hay là H616 thì các bạn tuy có cái hiệu năng nó cao hơn cái chiếc
T3 Mini này một chút. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ không thể bằng được với cái chiếc T3 Mini Plus 2022 được nhá. Rồi, và các bạn lưu ý ở trên TX3 Mini Plus 2022 ấy, thì chúng ta sẽ có thêm cái lựa chọn phần cứng như là Wi-Fi, thì có lựa chọn là SYNC Wi-Fi hay là Dual Wi-Fi. SYNC Wi-Fi hay Dual Wi-Fi khác nhau như thế nào ấy, thì mình đã có một cái video riêng về cái phần này rồi, thì các bạn chú ý ở trên phần đề xuất của video. Nếu như các bạn quan tâm thì click vào đấy để tham khảo được chi tiết hơn. Và với chiếc TX3 Mini này thì các bạn sẽ có thêm cái lựa chọn về RAM cũng như là bộ nhớ trong. Bình thường thì chúng ta sẽ có cái phiên bản phổ thông RAM 2GB và bộ nhớ trong 16GB. Còn với TX3 Mini Plus thì các bạn sẽ có thêm một cái lựa chọn nữa, đấy là RAM 4GB và bộ nhớ trong là 32GB. Vâng, như vậy thì để tổng kết lại, chúng ta có thể phân biệt TX3 Mini Plus bằng cách là tên gọi này. Chúng ta sẽ có một cái tên gọi là TX3 Mini Plus hoặc là TX3 Mini Cộng. Về cái phần giao diện thiết kế của sản phẩm thì các bạn sẽ để ý có cái dấu cộng ở phía bên góc chữ TX3 Mini này. Và tiếp đến nữa, cái quan trọng nhất chính là cái phần cứng. Các bạn chỉ cần kiểm tra được nó đúng sử dụng cái con chip Amnogic S905V Dupe 2, sử dụng hệ điều hành Android 11, thì chắc chắn với các bạn luôn, đấy là chiếc TX3 Mini Plus 2022. Rồi, và nếu như các bạn có quan tâm tới những cái sản phẩm của TX3 Mini nói riêng cũng như là những cái dòng TV Box nói chung, thì các bạn có thể chú ý ở dưới phần mô tả của video này, mình sẽ để lại cái link mua hàng cho các bạn là tham khảo. Đảm bảo với các bạn luôn, mức giá đấy cực kỳ là cạnh tranh so với mặt bằng chung của thị trường hiện nay. Và video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.